Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 3 2022 tại Tây Phương Tịnh Xá đã tổ chức tuần thất thứ hai nghệ sĩ Ngọc Đáng. Kính thưa quý vị, bên trong chánh điện Tịnh Xá, trong không gian thật yên tĩnh, sư Viện Chủ, sư Minh Tính cùng các Phật tử và đặc biệt cùng các nghệ sĩ trong có hương nghi ngút cùng dâng lời cầu nguyện mong hương linh cố nghệ sĩ Ngọc Đáng sớm tiêu diêu miền Phật quốc. Trong tuần thất thứ hai lần này, Tiến Dũng còn nhìn thấy nghệ sĩ Tài Linh, nghệ sĩ Hồng Đào và khá đông các anh em nghệ sĩ khác cùng về đây dâng lời cầu nguyện cho nghệ sĩ Ngọc Đáng. Kính thưa quý vị, nhân đây Tiến Dũng xin nhắc lại chúc tiểu sử nghệ sĩ Ngọc Đáng. Nghệ sĩ Ngọc Đáng sinh ngày 17 tháng 4 1951 tại Sài Gòn. Từ nhỏ, tên khai sinh là Trần Thị Phương, sau lấy tên khác là Nguyễn Thị Đáng. Trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà nối nghiệp cha mẹ là nghệ sĩ Minh Tư và Ngọc Xứng, chuyên hát cải lương tuồng cổ trên sân khấu Phụng Hảo của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Bà theo cha mẹ sống trong gánh hát từ nhỏ, năm 13 tuổi đã biểu diễn trên sân khấu. Năm 15 tuổi, bà trở thành diễn viên chính của đoàn Thanh Bình, Kim Mai của ông bà bầu Bảy Quỳnh Ngọc Hương tại rạp hát Cầu Mối, cầu Ông Lãnh, hiện nay là đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Nói về sự nghiệp, năm 1973, bà về đội quân cho đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ, được nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng rèn luyện tay nghề. Bà nổi tiếng qua các vai Mạnh Lệ Quân, Đào Tam Xuân, Lưu Kim Đính, Lý Thần Phi, Bàn Quý Phi, Tiêu Anh Phụng. Sau năm 1975, bà về hoạt động tại tỉnh Long Xuyên, nay là An Giang, gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Khánh Hồng An Giang, diễn cặp với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hai năm sau, bà gắn bó với đoàn cải lương Hương Lúa Mới của Bầu Quế, diễn tại An Giang. Giai đoạn này, bà tham gia với các nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, Thanh Tú, Trang Bích Liễu, diễn nhiều vở tuồng nổi tiếng. Bà được trao huy chương vàng tại hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc trong vai Trần Bá Mẫu, vở Rừng Thần năm 1982. Năm 1990, bà đoạt huy chương vàng thứ hai trong hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc với vai Giáng Thu, vở Đừng Quên Kỷ Niệm. Năm 2010, bà sang Mỹ định cư, tiếp tục được khán giả bầu sâu yêu mến và đi diễn khắp các tiểu bang tại hải ngoại. Ngọc Đáng gắn bó với chương trình cổ nhạc phương Nam do nghệ sĩ Tấn Châu tổ chức. Bà có hai người con không theo nghề hát đang sinh sống tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 2, 2022, bà viên tịch tại California do ung thư vòm họng, hưởng thọ 72 tuổi. Từ quán giang đàn đàn chứng minh từ thời đề tư, chúng con đôi trương phân thiền đạo tràng tình xa Tây Phương di khẩu đồng âm nhất tâm nhất y nhất tri nhất giả nhất lòng. Phụng tổng phan bảo tốn kinh sinh tàn cầu siêu bốn quyền công đức quyền thập phương thượng trụ tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tùy từ chứng minh quang giảng đàn tràng chứng minh đệ tử chúng con phụng tổng. Phạm bảo tốn kinh nguyện phần phước bảo phát sanh do trì tụng nguyện đêm hồi hướng cầu nguyện kỳ siêu hướng lên thọ tam quy giới phạm dành nhiều hiền. Sinh ở tăng bảo niên ngày 17 tháng tư mãn kim ta bà nhâm nhân niên ngày 23 tháng giêng hương thọ 72 tuổi đắng đắng trường lên chờ văn lịch ký cốt ký quy ký tử ký ảnh nơi cửu huyền thất tổ đạo tràng tỉnh xa Tây Phương. Nguyện chướng linh chữ bốn linh nghe đường kinh này phạm bồ đề tâm hướng về tam bảo mười phương nhất tâm niệm Phật nhất tâm niệm Pháp nhất tâm niệm tăng thính pháp văn kinh phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tâm xá mê đồ siêu sanh tịnh độ.
phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình như vô tình giải công thành phẩm đạo a nam mô đà phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lang quan hướng qua đỉnh hướng qua triều tinh nam mô nhất tâm triều tinh hương linh thọ tam quỷ giới pháp danh diệu hiện thế danh nguyện thị giang chứng chiêu lòng thành toàn thể ánh ném quân đề tì mùi nghệ si đòi trương ngang tiền hướng linh trưởng pháp mẫu tựa nương chư Phật nhờ chớ ngôn bí mật hồi linh hương linh ơi về đây thọ hưởng đớn thành đẹp hưởng bát nước cơm canh cúng dường triều thỉnh hương linh chứng chiêu lòng thành tất cả trại ngày đã sắp ngày quốc hưởng bày biến thật chân ngôn nhất tâm hiền cùng khởi thân trả chấm sơ tồn điểm trà dẫn trà nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát ma giai quỳ nhất tâm lễ nhị bái tây phương cần là sáng vàng thượng linh Oh, yeah, no, no.
Nguyện cho hướng linh
sớm về cõi Phật hương cánh thanh bình, pháp giới nhân sanh tình vô tình, giai công thành Phật là Thank you.
Kính thưa quý vị, Thành Lễ cũng như nhiều anh em nghệ sĩ đã đến tỉnh thức Tây Phương. Phải nơi đây là thức thứ hai của nghệ sĩ Ngọc Đáng mà tất cả anh chị em nghệ sĩ hay gọi cái tên thân thương là bá Ngọc Đáng. Tên Ngọc Đáng không là chúng ta có một cái ấn tượng rất nhớ riêng Thành Lễ. Ngọc giống như là viên ngọc trai, giống như con ngọc. Đây là một viên ngọc rất là quý, được mài dũa, không những bà có tài có đức. Còn chữ Đáng đây đúng là xứng đáng. Vì sao Thành Lễ lại nói cái kiểu mà nó văn chương như vậy? Tại vì má Ngọc Đáng, tên thật là nghệ sĩ Ngọc Đáng, như quý vị đã biết, pháp danh Diệu Hiền. Nhưng mà khi mà bà biết bà bị cancer về ngay cái bên cổ đi, thì cái điều mà một nghệ sĩ này mà tuyệt vời là giấu hết, không muốn làm phiền anh em nghệ sĩ. Thường thường cuối đời các nghệ sĩ hoặc là gặp hoàn cảnh khó khăn thì tất cả trong hội hay tất cả anh em nghệ sĩ hay muốn làm một cái một buổi như là buổi quyên góp hay là giúp đỡ tương trợ về người nghệ sĩ già túng thiếu hay là cô đơn sống ở tại hải ngoại, thì nghệ sĩ Ngọc Đáng đã âm thầm, bà đã chịu đựng cái cơn đau mà hàng đêm bà phải dùng thuốc ngủ. Ai có hỏi sao má Đáng phải dùng thuốc ngủ hoài, thì bà luôn luôn cười và nói ta đau răng, ta mất ngủ. Và bà lúc nào cũng chụp hình cười, cười để gì? Để giữ lại cho đời những cái đẹp nhất của sân khấu. Thương bà là tại vì bà sống ở Mỹ một mình. Trước đây mình cũng biết nhiều nghệ sĩ tiền bối như là Ba Văn Chung hoặc là nhiều lắm, má Ngọc Đuôi hoặc là bố Diệt Hùng. Nhưng mà những người nghệ sĩ trên có gia đình, có con cái. Riêng nghệ sĩ Ngọc Đáng thì phải nói si một mình, si giống như là một người đàn bà, như là lạc lối, giống như là cô đơn á. Thì ngày hôm nay cho đến là thức thứ hai và tuần sau thức thứ ba và đưa tiễn bà đến an nghỉ cuối cùng, thì má Ngọc Đáng thấy không? Nhiều anh em nghệ sĩ, nhiều lắm, trẻ có, những người cùng thời má và cũng những người bậc đàn anh đàn chị đều tới đông, chứng tỏ má sống cuộc sống rất là cho đi, rất nhiều. Thì ngày hôm nay anh em nghệ sĩ tới rất đông mà đến đúng ngày thất chứ không phải cuối tuần. Và cứ mỗi tuần vào cổ nhạc phương Nam, tối thứ ba thì anh em nghệ sĩ trong cổ nhạc phương Nam lại nói vinh danh về má, hay nhắc về cái hoài niệm kỷ niệm về má. Một lần nữa, đây là một câu chuyện rất hay mà riêng bản thân Thành Lễ cũng như các thế hệ sau chúng ta hãy noi theo. Tại vì đây là một người nghệ sĩ chân chính mà Thành Lễ rất cảm kích và rất xúc động, bởi vì bà không những là nghệ sĩ có tài nè, có đức mà lại chịu sự nhẫn nhục, đúng là tuyệt vời, tên xứng đáng là nghệ sĩ Ngọc Đáng. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi Tiến Dũng đã gửi đến quý vị những hình ảnh về tuần thất thứ hai của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Như vậy, không đầy 2 tuần nữa sẽ đến lễ tang tính thức, kính thưa quý vị. Về tang lễ của nghệ sĩ Ngọc Đáng, thứ hai ngày 21 tháng 3 2022 từ 8 giờ đến 10 giờ là lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Từ 10 giờ đến 8 giờ tối là thăm viếng. Ngày thứ ba 22 tháng 3 2022 từ 8 giờ đến 11 giờ là thăm viếng. Và sau đó 11 giờ 30 đến 11 giờ 45 là lễ di quan và an táng. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đến đây Tiến Dũng xin tạm dừng. Không bên kính chúc quý vị và gia quyến những phút giây còn lại thật an lạc. Đến đây Tiến Dũng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip kỳ tới.